Sau những ngày im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng, nhường chỗ cho những giải đấu thường niên của đất nước tỷ dân, LPL đã trở lại mạnh mẽ với hàng loạt bản hợp đồng đầy bất ngờ, cùng những đồn đoán xoay quanh việc đi hay ở của những ngôi sao còn lại. Luật công bằng tài chính được thắt chặt, cộng thêm với truyền thống thay máu nhân sự hàng năm của các đội LPL, hứa hẹn sẽ khiến phiên chợ mùa đông trở nên vô cùng nhộn nhịp và nóng bỏng. Liệu Jindong Gaming có thể giữ lại đội hình đã giúp họ giành được 3 trên 4 chiếc cúp năm nay? Liệu Ruler và Canavi có rời bỏ những túi hầu bao không đáy của các đại gia LPL để trở về khoác áo đội tuyển quê hương? Tin đồn giải thể của Bì Lân Tô Châu liệu có phải sự thật? Hãy cùng đến với tổng hợp thị trường chuyển nhượng khu vực LPL của cà phê mình để có được thông tin nóng hổi nhất về những phi vụ mua sắm tiền mùa giải 2024. Trước khi bắt đầu, anh em nhớ subscribe, bấm chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận bên dưới nhé! Không phải là nhà đương kim vô địch LPL, Jindong Gaming cũng không phải nhà quân thế giới Weibo, mà chính Top Esports mới là cái tên gây nhiều đồn đoán nhất trên thị trường chuyển nhượng. Theo Han Yi, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Quy Nhơn Thượng Hải và cũng là một trong những tay săn tin chuyển nhượng có tỷ lệ chính xác cao nhất tại đất nước tỷ dân 369, có lẽ sẽ có chuyến trở lại mái nhà cũ Top Esports trong mùa giải năm sau. Song song với đó, người đi Dương Thiên và xạ thủ Jackie Love vẫn tiếp tục được ưu ái trong một mùa giải không quá ấn tượng. Theo I Will Dominate, Top Esports sẽ hoàn tất đội hình với Cream đứng giữa, chuyển tới OMG và Minh ở vị trí hỗ trợ từ binh đoàn Hoàng gia Royal Never Give Up. Lineup được đánh giá là mạnh hơn năm ngoái, hứa hẹn giúp cho Top Esports tiến sâu vào vòng playoff, cũng như tìm kiếm được một trong hai suất tham dự MSI 2024. Sau thất bại tâm phục khẩu phục trước T1 tại kỳ chung kết thế giới vừa qua, không những LPL quyết tâm siết chặt vấn đề quỹ lương, nhắm vào những siêu đội hình triệu đô, mà chính trong nội bộ Jindong cũng có những hướng đi khác nhau. Ruler và Canavi từng được đồn là sẽ trở về LCK, tuy nhiên với tình hình hiện tại, có vẻ những bên đỗ tiềm năng như Genji, KT hay Hang Online đều đã kín chỗ. Vì vậy nên cả hai vẫn sẽ ở lại với LPL và có khả năng giữ nguyên suất đánh chính trong đội hình Jindong mùa tới, theo chuyên gia Santin Hanji. Ngoài ra Missing cũng là cái tên nhiều khả năng ở lại với chiến đội này, mặc cho cả đường trên 369 và đường giữa Nai đã ra đi để tìm bến đỗ mới. Hiện tại vị trí đường trên của Jindong vẫn chưa có ứng cử viên nào phù hợp. Khi Brad, sau tin đồn thử việc đến nay vẫn chưa có thêm thông tin nào, vì vậy khả năng cao Jindong sẽ đôn tài năng trẻ sinh năm 2005 lên vị trí đường trên chính thức. Anh chàng này tên là Từ Văn Kiệt, chỉ mới 19 tuổi nhưng đã thường xuyên lọt top 1.000 điểm ở server Hàn Quốc và được Jindong xem là tương lai của đội trong những năm tới. Yagao là cái tên được mang về thay thế cho Nai trong vai trò đứng giữa. Ngoài tình hình các tuyển thủ thì ban huấn luyện Jindong cũng vừa đón tin không vui khi huấn luyện viên Homi vừa chia tay đội tuyển. Đây chắc chắn là một mất mát lớn trong mùa giải khi vị thuyền trưởng này là người đứng sau cho một năm 2023 đại thành công của Jindong. BLG trở về từ kỳ chung kết thế giới với màn trình diễn không quá tệ, tuy nhiên họ vẫn chưa cho thấy được bản lĩnh và khả năng thích ứng nhanh chóng trong một kèo BL5 dài hơi. Chính vì vậy, ban lãnh đạo nhiều khả năng sẽ để đứng giữa Yagao ra đi. Cụ ba hạt nhân là Bin, El và On với tuổi đời còn khá trẻ vẫn là trung tâm để xây dựng cho đội hình mới. Theo Han Yi, Nai sẽ có khả năng được Jindong mang ra trao đổi với Yagao của BLG. Đồng thời Xuyên vẫn sẽ là đường dừng uy tín với vai trò làm nền cho đội hình nhiều chủ lực này. Ngoài ra, theo đồn đoán, rất có thể ban huấn luyện của BLG trong năm tới sẽ có thêm một sự bổ sung chất lượng khi huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Liên minh điện thoại Việt Nam Shop AKA Duy Cầu Giấy có khả năng sẽ trở lại với LPL với vai trò hoàn toàn mới và cùng đón chờ sự xác nhận của BLG và xem liệu Shop sẽ sấy Bin thế nào nhé. Edward Gaming vừa trải qua chuỗi ngày im hơi lặng tiếng một cách bất thường, khiến fan của họ cho rằng nhà cựu vô địch thế giới đã hết tiền và dự định Eco trắng trong mùa giải sau để hồi phục lại phần đảo kinh tế. Gần như không có bất kỳ tin tức nào về EDG đang làm gì trong thị trường chuyển nhượng mùa đông, ngoại trừ tin đồn hai vị huấn luyện viên là Killup và Poppy sẽ có mặt trong thẻ phần ban huấn luyện sắp tới. Cả bốn cái tên có mặt trong đội hình chính năm nay là Aller, Yeye, Fofo, Meiko và cả dự bị đứng giữa Fisher đều có hai hợp đồng vào tháng 11 năm 2024, riêng hai trường hợp là Uzi và dự bị rừng Monkey đã đáo hạn hợp đồng. Tuy nhiên, với thái độ không mấy mặn mà để tìm kiếm xạ thủ thay thế của Edward Gaming, thì fan tự hiểu rằng đội tuyển này có khả năng cao giữ nguyên phong đội hình để chinh chiến trong mùa giải năm sau, hoặc mang xạ thủ Leap trở lại với đội hình chính. FunPlus Phoenix sau một mùa giải suýt chút nữa đặt mục tiêu tham dự playoff, thì đã ngay lập tức nói lời chia tay với đội ngũ huấn luyện, bao gồm huấn luyện viên và trợ lý, bởi lối chơi vẫn không có nhiều tiến triển cũng như màn thể hiện bạc nhược trước các đội ngang cờ.
người đi rừng Hacker và hỗ trợ QQ cũng phải nói lời chia tay với đội sau khi đã hoàn hợp đồng. Còn lại hai chủ lực là Sao Dahu, Kè đều có hạn hợp đồng ít nhất là sau kỳ chung kết thế giới 2024. Dương LWX, mặc dù đã hết hạn hợp đồng, tuy nhiên động thái của bầy Phượng Hoàng vẫn còn chưa rõ ràng, nhất là khi có tin đồn rằng xạ thủ Abel của OMG và Đốc Đam sau một năm hành gà ở đội trẻ sẽ có khả năng cao gia nhập FPX. Vì vậy, việc ra đi hay ở của ngôi sao này vẫn là chủ đề bàn tán trong thời gian tới. Sau trận thua tan tác trước T1 ở kỳ chung kết thế giới vừa qua, fan của bầy Gilento Châu vẫn chưa hết đau lòng thì gần đây lại phải bàng hoàng đón nhận thêm một tin dữ khi tin đồn rằng Li Ning đã không còn khả năng tài chính và sẽ sớm giải thể trong vài tuần tới. Tuy nhiên, có vẻ đó chỉ một trò đùa ác ý nhắm vào một thất bại muốn mặt của Li Ning mà thôi. Bởi mới chỉ gần đây, Hàn Yi đã xác nhận rằng Weibo sẽ đẩy Weiwei sẽ làm người đi rừng cho Li Ning vào mùa tới, tức là tác rằng nhiều khả năng sẽ ra đi, đứng trên Zuka và hỗ trợ hàng sau những pha cute cute ở chung kết thế giới thì vẫn chưa rõ là sẽ đi hay ở. Tuy nhiên với Scout, sau khi sang thăm thú phố đi bộ và đi chơi cùng với Sop thì đã nhận được tin tái ký hợp đồng cùng với xạ thủ Gala cho đến hết năm sau. Chiến đội OMG sau vòng playoff khá đáng tiếc vừa qua cũng để mất đi cơ hội trở lại với chung kết thế giới sau nhiều năm vắng bóng thì đã nói lời chia tay với hàng loạt công thần. Không phải vì họ muốn vậy mà bởi tiềm lực kinh tế không cho phép đội giữ lại người. Cả người đi rừng Aki, đường giữa Cream và xạ thủ Abel đều đã đáo hạn hợp đồng. Đường trên Sanji nhiều khả năng được Top Esports mua lại bởi 369 vừa được xác nhận hợp đồng. Và đường trên là GDG từ Rare Item cũng đã được cân nhắc. Hỗ trợ trong mùa tới nhiều khả năng sẽ là PP God, đường giữa là Strive từ Rare Item. Và Rare Item vừa trải qua một mùa giải bết bát ở đấu trường quốc nội khi chỉ đứng hạng 3 từ dưới lên. Tuy nhiên, việc được góp mặt trong giải đấu cấp cao nhất đất nước tỷ dân cũng đã là một thành công lớn. Vì vậy mà Rare Item sẽ không đặt nặng thành tích trong mùa giải này. Ngoại trừ người đi rừng Leyan rời đi, tất cả những cái tên còn lại đều có khả năng được giữ lại là đứng trên Xiao Su và cựu hỗ trợ vô địch thế giới Bao Lan. Dương Asum vẫn còn hợp đồng đến ít nhất tháng 11 năm sau. Vikla có thể sẽ là cái tên thay thế cho đường giữa Stripe sau khi những người Hàn của FlyQuest đều tìm muốn trở về châu Á trong năm tới. Những ninja trong bộ đồ ngủ và môn giải trước đã xuất sắc đặt mục tiêu tham dự vòng playoff. Không những thế, họ còn đánh bại binh đoàn Hoàng gia một cách thuyết phục để ghi tên mình vào vòng 2 trước khi bị Weibo Gaming hạ gục với tỷ số 3-1 sau đó. Người ta cứ trách rằng tại sao NIP lại để thua dễ dàng trước một Weibo trôi xuống đến vậy. Tuy nhiên, đến bây giờ thì nhà cái số 1 LPL mới lột mặt nạ ra thì fan NIP mới ngã ngửa. Vì lúc đó họ phải chạm trán với áo quân thế giới. Với một ván thắng chưa kể về nhì vĩ đại trong hành trình chung kết thế giới vừa qua, rõ ràng Ninja in Pyjama sẽ làm hết sức để có thể giữ chân những trụ cột chính. Bởi ngoại trừ đường trên Invisible thì tất cả đã đáo hạn hợp đồng. Và ban lãnh đạo sẽ sớm tái ký với cặp đôi đường dưới là Photic và Zhou, đường giữa Angel và người đi rừng Shadow. Cũng có tin đồn rằng nhà cựu vô địch thế giới Rookie sẽ gia nhập NIP, tuy nhiên khả năng sẽ không cao. Trái ngược với tình cảnh của những đội chiếu dưới, Thunder Talk đã sớm gia hạn hợp đồng với hầu hết các thành viên, ngoại trừ đường trên Hàn Hoya chưa có động thái mới và xạ thủ OneXN thì có nguyện vọng rời đi. Thì với sự xuất hiện của ngài Hoàn Phong trong vai trò dự bị thì có vẻ khung đội hình của Thunder Talk năm tới không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cũng có tin đồn rằng nhà cựu á quân thế giới sẽ chuyển sang vai trò hỗ trợ trong năm tới. Nếu vậy thì dàn dự bị của Thunder Talk sẽ khá là chật chội khi có tới 2 dự bị hỗ trợ. Ngoài ra, nếu Sanji thành công thử việc tại Thunder Talk thì có thể sẽ có sự thay đổi khi Hoya phải ra đi. Anyone Legend ngoại trừ đứng giữa từ học viện Harder có 1 năm hợp đồng thì tất cả thành viên còn lại đều đã đáo hạn. Trong đội huấn luyện viên trưởng, đường giữa đánh chính Pins và xạ thủ iBoy sẽ rời đội để đi tìm bến đỗ mới. Còn lại đường trên GDG và đi rừng Xiao Hao, dù đã hết hợp đồng nhưng vẫn chưa có công bố về động thái mới của đội bên. Ngoài ra thì Hàn Yi cũng vừa bóng gió về việc người đi rừng của Dranix là Croco có thể sẽ gia nhập trong năm tới. Đường giữa xanh cũng đã quay xe đàm phán với Anyone Legend để xây dựng một đội tuyển đủ mạnh cạnh tranh cho top 10. Cũng như Thunder Talk, IG năm nay cũng sớm yên bề ra thất với việc gia hạn hợp đồng tới năm 2024 cho nhiều trụ cột. Tuy nhiên đường giữa Crying và hỗ trợ Wing đều đã đáo hạn hợp đồng và chưa có nhiều động thái mới. Mà lãnh đạo IG có vẻ hướng tới việc gia hạn với Wing và tìm kiếm một đường giữa khác chắn vào vị trí còn trống. Sau một năm khá là bết bát, mặc dù đã chi hồng bao đậm đón xạ thủ tiềm năng của Lipsenbox về với LPL, LGD Gaming, chắc hẳn cũng đã chấp nhận Eco trắng trong năm sau để có thêm một ít lợi tức để mua sắm vào lần tới. Khi giữ nguyên hầu hết khung đội hình toàn trung và để Envy trở về với LCK, một trong hai top laner sẽ phải rời đi là Phoenix hoặc là Decade. Cũng có tin đồn rằng ngài Boydon sau một năm chinh chiến ở Lipsenbox cũng sẽ sang LPL để gia nhập chiến đội này. Và người còn lại có khả năng được gia hạn hợp đồng là người đi rừng Meteor. Đến với nhà á quân thế giới, sau một năm không có gì nổi bật thì Weibo bỗng hóa trao chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi để tiến vào trận chung kết. Chính vì vậy, ban huấn luyện rất muốn giữ nguyên lineup này
chỉ thấy người đi rừng Weiwei để mang về một cái tên khác là Shaohao của Anyone Legend hoặc tái ký với dự bị Kasa để đưa người đi rừng này trở lại sau một năm mài quần trên ghế dự bị. Ngoại trừ tiêu hổ Shaohu và bộ đôi đường dưới vẫn còn hợp đồng, thì cái tên còn lại là The Sai đã đáo hạn vào tháng 11. Tuy nhiên việc tái ký với Saika vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tổ đội nhà cái này. Vì vậy fan The Sai đừng lo lắng quá nhé. Ultra Prime thời điểm hiện tại chỉ còn hợp đồng với xạ thủ Doggo, còn lại cả bốn cái tên khác đều đã hết hạn. Trong đó đường giữa Dream và hỗ trợ kỳ cựu Sword Art đều ngỏ ý muốn tìm bến đỗ mới, trong khi cặp top rừng có khả năng được gia hạn hợp đồng trong vài ngày tới. Team Go Elite cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi họ vừa đáo hạn hợp đồng với 4 trên 5 tuyển thủ. Tuy vậy, bởi vì vừa vượt qua vòng bảng của NES 2023, nên có thể việc ký kết hợp đồng sẽ được thực hiện ngay sau giải đấu này. Ngoại trừ top lên là Coop ngỏ ý muốn tìm bến đỗ tiềm năng hơn, thì cả ba vị trí còn lại gồm đường giữa xanh, bộ đôi xạ thủ hỗ trợ Hope và Iwandi đều muốn có mặt trong đội hình của Go Elite vào năm sau. Tuy nhiên, thì Go Elite có vẻ muốn có một họng súng đủ sức mạnh gánh đội trong năm tới. Vì vậy, Prin, cựu xạ thủ của Leap Sandbox là lựa chọn cho vị trí này. Cùng với đó là hỗ trợ Hang hoặc QQ sẽ được đưa về để tạo thành cặp bot mới. Binh đoàn Hoàng gia có vẻ vừa trải qua một vòng playoff đáng thất vọng nhất khi bị loại ngay ở vòng đấu đầu tiên trước những cái tên không mấy tên tuổi của NIP. Sau thất bại đó, đường chiến Brett và cặp bot LP, LV Mao sẽ có nhiều khả năng rứt áo ra đi ngay sau khi NES kết thúc. Và ANG chỉ còn hợp đồng với cặp mỹ rừng là Wei và Trang Yuan và sẽ phải sớm tìm giải pháp thay thế cho những cái sự ra đi kể trên. Mục tiêu đang nhắm đến của ANG là cúp của Go Elite. Nếu chuyện này xảy ra thì có vẻ cái trên của ANG cũng sẽ không quá nhỉnh hơn so với mùa giải trước. Hiện nay thì giải đấu thường niên NES đang bước vào giai đoạn khốc liệt khi còn đến 8 cái tên bước vào vòng tứ kết. Chính vì vậy mà dự kiến thị trường vẫn sẽ có một vài cú hích quan trọng. Còn lại việc tái ký sẽ được thông báo khá muộn so với người hàng xóm LCK. Liệu trong thời gian tới, LPL sẽ có bom tấn nào xảy ra hay không? Super Team nào sẽ được thành lập để nối gót Jin Dong, thực hiện tham vọng Grand Slam còn đang dang dở của người Trung? Và liệu Usopp có tái ngộ Bin trong cương vị mới? Liệu điều này có thể xảy ra hay không? Anh em hãy cùng đưa ra bình luận ở phía bên dưới nhé. Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên ủng hộ ekip bằng cách nhấn vào nút like và đăng ký kênh, cũng như nhấn chuông thông báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.